Ok, để quay kỹ nè. Giờ trước tiên giờ em đang hạ nó xuống nha, thì cái đầu tiên á này em phải rất là lỏng đó. Anh đưa nó ở xuống cái độ cao, cái độ cao làm sao mà giữa cái đỉnh của cái răng mắt nó cách cái phần dưới của cái gọng sang số này nè, nó cách cỡ tầm 2 tới 3 ly là được. Xong rồi vừa siết vặn hờ, nó không cần vặn chặt, vặn hờ để mà vặn hờ xong là vẫn xoay được cái hướng hướng trái phải á. Vặn hờ nó bạn một xíu kiểm tra coi. Xong rồi nhìn từ đằng sau mình nhìn tới, nhìn từ đằng sau tới cho cái gọng này nó sẽ song song với lại cái dĩa. Trước tiên là bạn hờ về trước đây. Okay. Sau khi nó như vậy rồi thì tiếp tới ở ngay cái phần cái cục FD có cái lỗ này nè, bên trong có một cái con ốc, bên trong có một con ốc này hình như là xài cái khóa 1,5 ly á, thì lúc mà anh vặn cái này vô thì nó đè lên một cái, nó đè lên cái tấm bắt bắt thì nó giúp cố định cái này hơn. Thì anh vặn vô, tức là mình có thể là nó chưa đụng nha. Khi mà anh vặn vô anh thấy nó bắt đầu nó đụng, lúc mà nó đụng tới cái tấm đó thì nó sẽ hơi xoay, nó sẽ xoay cái đuôi ra ngoài một xíu. Thì anh vặn sao mà cho cái đuôi nó xoay ra cỡ tầm 1 ly, tầm 1 ly là vừa đẹp đó, tầm tầm đó. Ok, tầm tầm đó 1 ly. Rồi bây giờ nếu như nó thẳng cái hàng này nó rồi thì xiết cái này lại, xiết cái đó lại là xài cần, nếu như có cần lực á thì cái đó xiết từ từ 5 cho tới 6 Newton đấy. Xiết con ốc này lại, ủa cái đầu 5, đây là đầu 5, xiết lại. Ok, 6 đôi tay lỏng. Sau khi cái đó xong rồi ha, thì bây giờ ví dụ như em chưa chưa căng dây thì cần phải tháo dây ra. Ở đây có một cái con ốc, lúc mà anh vặn vô á thì nó đẩy cái tay này, nó đẩy ra, nó căng sợi dây ra. Trước tiên thì mình bây giờ là để xả hết ra đi, lúc mà gắn vô thì để xả hết ra. Vừa tới đó, tốt rồi. Lúc mà xả hết ra thì cái tay này nó sẽ đi vô được. Cộng dây căng quá, để tháo dây ra trước. Đó, thì bây giờ khi mà xả dây, em xả dây ra hẳn luôn nha. Con ốc này vặn hết ra ngoài, đúng không? Thì cái tay này nó đi vô được nè. Đó. Đầu tiên bây giờ lúc mà anh gác dây lên á, một tay khó quá. Rồi để luồn nó lên ra. Để gà lại xong rồi quay tiếp. Đây, giờ em thả hết dây ra luôn rồi nha. Đây ra ngoài. À, khèo nó lên. Trước khi mình cho nó vô cái vị trí đó, thì bây giờ bên anh xả hết xuống đúng không? Cái trên cái lạy số á, xả hết xuống. Xong rồi sau đó anh kéo nhẹ một bậc, nó tích một cái. Tức là không phải kéo hết sang số mà chỉ nè. Này đúng không? Này, trên cái cần này anh đẩy nhẹ một cái bây giờ nè. Nhẹ nè. Xong rồi dày mới sang số nè. Đó, nè. Xong rồi xả hết về. Đẩy nhẹ một cái.
cái đó là cái nút trim, đây là trim số nhỏ, xong rồi sang số, rồi nó đẩy sang số nhẹ, trim rất là nhẹ, anh đẩy sẽ vừa hời một xíu thôi, cái nó tích một cái đó là ok. Bây giờ cho nó vô cái vị trí đó trước. Sau khi nó đã vô cái vị trí đó thì mình tức ra nó không có cái kìm cái này đây. Sau khi nó vô vị trí đó thì bây giờ gài dây lên. Gài dây lên xong phải xả con ốc nha. Có một con ốc nhỏ lúc mà nó vặn vô thì nó căng dây á, xả hết cái đó ra, xong rồi anh xoay hết hết cái dây, hết cái đầu đó về luôn. Xong rồi để bắt đầu xiết hờ nó xuống trước. Ok, để kẹp lên để mà kéo. Kéo cho nó căng lên luôn nha, vừa kéo căng dây xong rồi vừa bắt đầu vặn cái con ốc xiết dây xuống. Lúc mà vặn á nó phải xoay hết nó về bên hướng chiều kim đồng hồ cho nó đụng với cái tay đẩy, cái tay tăng dây, xong rồi sau đó mình vặn. Okay. Thì cái con ốc vặn dây đó nó là mình xài cần lực thì mình xiết xuống 5 tới 6 Newton mét, vặn lên 5, 6. Lỗi. Ok, sau khi nó vặn xong rồi thì bây giờ anh sau khi mà đã vặn xong rồi, mình thấy có cái vạch không, vạch nhỏ với cái vạch lớn, bây giờ em sẽ sang hết luôn, kéo hết số, kéo hết số xong rồi nhấn trả về nhẹ một cái. Là cái nút này là cái nút trim, trim ở vị trí cao. Khi mà trả về một cái thì bây giờ mình mới cắm cái này vô, mình vặn tăng cái dây lên. Tăng cái dây một hồi thì hai cái vạch nó sẽ gần tới nhau. Cái vạch nó đang di chuyển, nó gần nhau. Hello anh. Em đang vừa ấy, em vừa quay clip cho ông anh để chỉ. Đó, khi mà nó lên gần như vậy là ok. Thấy không? Thôi, nó gần thẳng nhau thôi là ok. Xong rồi sau đó anh có thể tuôn lại hai cái limit khác nhau. Thì bây giờ để mình test nhanh đi. Lần số. Sau khi chỉnh này nọ xong hết thì bây giờ mình chỉnh limit. Đầu tiên là lên dĩa lớn, dĩa nhỏ nhất. Bắt đầu đấy, cái limit cái này nó là chữ H nha, hai limit chỉnh cho nó không có đụng
cách cái ngoài cỡ cỡ 1-2 ly đó, tức là sáng nhất có thể. Anh check trước sau. Trước sau chỉ cần nó không đụng được, ok. Đó. Sau khi cái này check limit xong rồi thì bây giờ mình xuống, bây giờ xuống lít lớn dĩa nhỏ, lít lớn dĩa nhỏ, xong rồi vặn cái con chữ L, tức là low gear số thấp, cũng tương tự vặn sao cho ở trong nó cái mặt trong nó không có cạ là được. Tới. Ok. Test để cho liếc xuống giữa giữa đi. Ok, liếc xuống giữa giữa rồi nha. Yeah, xoay. Đây một lần nữa. Lên rất là nhẹ. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Đẩy chưa hết, đẩy lên, đó, xuống, lên, xuống, lên xuống.